ca sĩ Hiền Hồ công khai xin lỗi vì bê bối đời tư. Ca sĩ Hiền Hồ chia sẻ độc quyền với phóng viên đài truyền hình Việt Nam News trong một cuộc gặp gỡ. Cô bày tỏ mong muốn công khai xin lỗi vì để chuyện của mình làm ảnh hưởng nhiều người, khiến khán giả bận tâm và thất vọng, khiến người thân, gia đình chịu ảnh hưởng, đặc biệt là làm cho nhiều người liên quan bị cuốn vào một câu chuyện không hay. Trước đó, vào cuối tháng 3, nhiều bức ảnh Hiền Hồ xuất hiện bên một người đàn ông bị tung lên mạng, khiến dư luận chỉ trích ca sĩ với bê bối đời tư. Chia sẻ lý do tại sao bây giờ cô mới lần đầu lên tiếng, Hiền Hồ nói, sự im lặng của em trong nhiều ngày qua không phải vì em có ý định né tránh, em chỉ mong muốn dành sự tôn trọng riêng tư cho tất cả những người có liên quan. Hơn cả là khi chuyện bắt đầu xảy ra, em đã quá suy sụp và khủng hoảng tinh thần. Cho đến bây giờ, em mới tạm bình tĩnh và ổn định tinh thần để có thể nói ra những suy nghĩ của bản thân. Trước sự quan tâm của độc giả về rất nhiều thông tin liên quan được bàn tán xung quanh cô, Hiền Hồ xin phép không giải thích hay biện minh. Cô nói, mấu chốt của vấn đề chính là sai lầm của bản thân em khi để mình rơi vào một mối quan hệ mang nhiều tai tiếng. Giờ đây em phải đối mặt và gánh chịu. Những thông tin xung quanh, dù đúng hay sai thì việc giải thích không còn quan trọng ở hiện tại nữa. Em xin nhận lỗi về bản thân và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Xin lỗi khán giả, những người biết và yêu mến Hiền Hồ. Em rất mong được sự thông cảm và bao dung của tất cả mọi người, nữ ca sĩ bày tỏ. Trước đó Hiền Hồ bị tung ảnh tố là trà xanh tiểu tam với Hồ Nhân, con rể tập đoàn Kim Sơn. Tuy nhiên Hồ Nhân phủ nhận chỉ là anh em họ nương tựa nhau. Sau đó một người nhận là em họ Hiền Hồ livestream thú nhận tất cả là dàn dựng, được thuê 15 triệu để dựng chuyện theo ekip Hiền Hồ. Giờ đây Hiền Hồ lại quay xe chính thức thừa nhận và xin mọi người bao dung, thứ lỗi. Hiền Hồ là Á quân Giọng hát Việt 2017, The Voice. Cô nhanh chóng gây chú ý với khán giả qua loạt hit Em Ngày Xưa Khác Rồi, Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, Đừng Nói Tôi Điên, Có Như Không Có, Gặp Như Không Ở Lại. Hiền Hồ nhiều lần được nhận xét là ca sĩ thực lực, cô cũng từng là khách mời được yêu thích ở nhiều game show, sân khấu ca nhạc truyền hình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.